À, mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới anh em một dòng sản phẩm, đó chính là lốc điều hòa của Kia Sendola 2015 phiên bản máy dầu. Với phiên bản đời cao này thì lốc đã sự được điều khiển 100% là van điện. Đây là cặp bích của lốc này. Đây anh em nhìn nhé. Đây ba chân. Đó, ba chân bắt vào động cơ, một chân trên, một chân dưới, một chân phía đuôi. Ở lúc được điều khiển để hoạt động đó chính là bằng cái van đuôi này. Đấy, van đuôi. Đây là mặt bích hạ, mặt bích cao để chúng ta bắt ra đường ống. Buli của dây được lai bằng bản 6BK anh em nhé. Đây chính là cái mặt hít này. Lốc lóc ghép với nhau qua ba thân, một thân đầu, một thân cuối và một thân giữa. Đây chính là cái ốc để chúng ta xả bỏ hoặc châm thêm dầu bảo dưỡng định kỳ. Đây chính là cái van, phần đuôi của lốc, đó chính là cái van điều khiển áp suất lốc. Đó. Đây là dòng sản phẩm được công ty Highland của Hàn Quốc sản xuất anh em nhé. Đấy. Anh em mà quan tâm tìm hiểu hoặc cần hỗ trợ về sản phẩm thì hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.